Đây là bài 9 trong loạt bài giao tiếp tiếng Trung của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe từ Lưu Minh, tên của thầy giáo trong đoạn hội thoại. Liếu miếng. Liếu. Liếu. Miếng. Miếng. Liếu miếng. Liếu miếng. Hãy nhắc lại Lưu Minh. Liếu miếng. Liếu miếng. Đinh lực 3. Tinh lỷ bua. Lục vũ bình. Lu ủy phiếng. Lin na. Lín nả. Cô giáo Dương. Giáng lão sư. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Hãy nhắc lại Lưu Minh. Liễu miếng. Thầy giáo Lưu. Liễu lão sư. Liễu lão sư. Thầy giáo Lưu Minh. Liễu miếng lão sư. Liễu miếng lão sư. Hãy nói em chào thầy. Lão sư nǐ hǎo. Cũng có thể nói lão sư hǎo. Hãy nói lại em chào thầy. Lão sư hǎo. Lão sư nǐ hǎo. Hãy thử nói hai cách. Cháu chào bà ngoại. Ngoại bố nǐ hǎo. Ngoại bố hǎo. Bây giờ hãy nghe từ bạn học. Thống xuế. Thống. Thống. Xuế. Xuế. Thống xuế. Thống xuế. Âm Hán Việt là đồng học. Hãy nói lại bạn học. Thống xuế. Thống xuế. Các bạn học. Thống xuế mà. Thống xuế mà. Đây là các bạn học của tôi. Chê sư wǒ de tóng xuế mà. Chê sư wǒ de tóng xuế mà. Đây đều là bạn học của tôi. Chê đâu sư wǒ de tóng xuế. Chê đâu sư wǒ de tóng xuế. Hãy nghe cách nói chào các em. Thống xuế mần hảo. Thống xuế mần hảo. Hãy nói xin chào các em. Thống xuế mần hảo. Thống xuế mần hảo. Chúng em chào thầy. Lão sư hảo. Lão sư hảo. Đây là cách hay chào khi lên lớp ở Trung Quốc. Hãy nghe từ giới thiệu. Chia sào. Chia. Chia. Sào. Sào. Chia sào. Chia sào. Thanh 4 và thanh nhẹ. Hãy nói lại giới thiệu. Chia sào. Chia sào. Hay nói từ đến. Lái. Lái. Âm Hán Việt là lai. Từ này đã học trong từ của lại. Từ này đã học trong từ chia lại. Hãy nhắc lại vào đi. Chia lại. Chia lại. Mời vào. Chính chỉnh. Chính chỉnh. Hãy nói tôi đến. Wǒ lái. Wǒ lái. Tôi đến giới thiệu.
我来介绍。Anh đến giới thiệu. 你来介绍。Chúng tôi đến làm quen. 我们来认识。Hãy nhắc lại từ làm quen, quen biết. 认识. Tôi không quen biết bố mẹ cậu. 我不认识你爸爸妈妈. Rất vui được quen biết bạn, hai cách. 认识你很高兴. 很高兴认识你. Hãy nói lại, tôi đến giới thiệu. 我来介绍。Hãy nghe từ một chút. 一下儿。一下儿。一下儿。Từ y có nghĩa là một trong tiếng Trung. Khi đọc cùng thanh 4 sẽ đọc thành thanh 2. Yí xiǎ. Yí xiǎ. Hãy nhắc lại một chút. Yí xiǎ. Yí xiǎ. Giới thiệu một chút. Chia sẻ yí xiǎ. Chia sẻ yí xiǎ. Tôi đến giới thiệu một chút. 我来介绍一下。Anh đến giới thiệu một chút. 你来介绍一下。Hãy nói. Đinh lực 3, cậu đến giới thiệu một chút. 丁立波，你来介绍一下。丁立波，你来介绍一下。 Thầy giáo Lưu, thầy đến giới thiệu một chút. 刘老师，您来介绍一下。刘老师，您来介绍一下。 Chúng ta đến làm quen một chút. 我们来介绍一下。我们来介绍一下。 Các bạn đến làm quen một chút. 你们来认识一下。你们来认识一下。 Chúng tôi đến làm quen một chút. 我们来认识一下。我们来认识一下。 Tôi đến giới thiệu một chút. 我来介绍一下。我来介绍一下。 Hãy nói lại. Chào các em. 同学们好。同学们好。 Chúng em chào thầy. 老师好。老师好。 Hãy nhắc lại. Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁，叫丁立波。 我姓丁，叫丁立波. Hãy thử nói. Thầy họ Lưu tên là Lưu Minh. 我姓刘，叫刘明.
我姓刘，叫刘明。你好，Z。你姓什么？Xin hỏi quý tính đại danh của anh。请问您贵姓？Hay nói, thầy đến giới thiệu một chút, thầy họ Lưu, tên là Lưu Minh. 我来介绍一下，我姓刘，叫刘明。我来介绍一下，我姓刘，叫刘明。Hay nghe từ Đông Phương, Đông Phương, Đông, Đông, Phương, Phương, Đông Phương, Đông Phương. Đại học Đông Phương, nguyên văn là Đông Phương Đại học. Đông Phương Đại học. Đông Phương Đại học. Hay nói Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học. Học viện Ngôn ngữ. Ngữ nhân Học viện. Ngữ nhân Học viện. Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học. Giáo viên của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học của giáo sư. Đông Phương Đại học của giáo sư. Tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. 我是语言学院的学生。我是语言学院的学生。Tôi là giáo viên của Đại học Đông Phương。我是东方大学的老师。我是东方大学的老师。Tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ。我是语言学院的学生。Tôi là giáo viên của Đại học Ngoại ngữ。我是外语大学的老师。Hay nói, thầy đến giới thiệu một chút, thầy họ Lưu, tên là Lưu Minh, là giáo viên của Đại học Đông Phương.